Collagen rất quan trọng cho cơ thể vì nó là một loại protein chiếm tỷ lệ lớn nhất, chiếm khoảng 25 đến 35% tổng lượng protein trong cơ thể. Nó đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc và chức năng của nhiều mô và cơ quan. Dưới đây là một số lý do tại sao collagen lại quan trọng. Thứ nhất là cấu trúc da. Collagen là một thành phần chính của da giúp cho da duy trì sự đàn hồi, độ căng và độ ẩm. Sự suy giảm collagen theo thời gian là một trong những nguyên nhân chính gây ra lếp nhăn và da bị trùng nhão. Thứ hai là sức khỏe xương khớp. Collagen là cái thành phần cấu tạo của sụn giúp cho các khớp hoạt động trơn tru và giảm sự ma sát. Sự thiếu hụt collagen có thể dẫn đến thoái hóa và các vấn đề liên quan đến xương khớp. Thứ ba là mạch máu. Collagen góp phần vào cấu trúc và tính linh hoạt của mạch máu giúp cho duy trì sự đàn hồi máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Thứ tư là sức khỏe móng và tóc. Collagen giúp cho móng và tóc khỏe mạnh, ngăn ngừa cái tình trạng móng giòn và tóc gãy rụng. Thứ năm là cơ bắp. Collagen cũng có mặt trong trong cơ bắp này giúp cho duy trì sức mạnh và độ bền của cơ bắp. Thứ sáu là chữa lành vết thương. Collagen đóng cái vai trò quan trọng trong quá trình lành vết thương bằng cách là tạo ra một cái khung lưng đỡ cho mô mới phát triển. Vì những cái lý do trên thì việc duy trì một collagen hợp lý là cần thiết và đảm bảo sức khỏe tổng thể. Khi cơ thể bị lão hóa thì khả năng sản xuất ra collagen sẽ giảm đi. Vì vậy, việc bổ sung collagen thông qua các thực phẩm hoặc là những cái thực phẩm bổ sung có thể giúp cho duy trì trẻ trung và sức khỏe. Ở tuổi 41, da lão hóa, khô da, nhăn và sạm da, chị em có nhu cầu cải thiện độ ẩm và độ đàn hồi, làm đẹp da. Đã sử dụng rất nhiều loại collagen trên thị trường nhưng vẫn chưa cải thiện được theo nhu cầu. Nhưng từ khi biết đến em collagen ít nữ diện nhan do công ty Dạ Thảo Liên nhập khẩu từ Pháp, giúp hỗ trợ chống oxy hóa, giúp hạn chế lão hóa da, hỗ trợ cải thiện độ ẩm, độ đàn hồi cho da, hỗ trợ giảm các triệu chứng khô da, nhăn và sạm da. Thành phần là mỗi một gói là 3g, có chứa collagen da cá dạng bột, chiết xuất từ quả sơ ri, sữa ông chúa, vitamin và các loại phụ liệu khác. Cách dùng là mỗi lần uống một gói, pha với 150ml nước khuấy đều rồi uống, ngày uống 2 lần. Vì vậy, collagen dùng được cả nam và nữ để giúp da ngày càng khỏe và đẹp hơn và hạn chế lão hóa da. Thì chị em có nhu cầu thì hãy yêu đi nhé. Trước giờ đi ngủ của Hòa, không thể quên cái em kéo dài tuổi thanh xuân của mình ở nhà nhé. Đó, đây là hộp collagen tích lũy vượt nhan đã giúp cho em Hòa mà đẹp, trẻ trung, đẹp mà còn làm sao đó. Mà nó còn giúp cho chúng ta chắc khỏe cơ và xương khớp luôn cả nhà. Em Hòa được dùng cái sản phẩm collagen ích lưỡi vượt nhan của Dạ Thảo Liên này. Bản thân em Hòa đã không còn những cái nỗi đau về xương khớp đâu cả nhà nhá. Đấy, cơ xương khớp không còn bị đau và đặc biệt là nó giúp làm sao ạ? Nó giúp làm sao khỏe đẹp từ sâu bên trong chúng ta, chăm sóc này, tóc này, da này, móng của chúng ta. Vô cùng là tuyệt vời luôn cả nhà. Đấy, đây Hòa là cùi một lọ sản phẩm bột mới đấy, collagen ích lưỡi vượt nhan của Dạ Thảo Liên để bản thân dùng. Đấy. Và tại sao mà chị em phụ nữ chúng ta lên dùng collagen ích lưỡi vượt nhan, sản phẩm collagen ích lưỡi vượt nhan của Dạ Thảo Liên. Đấy, chỉ cần một cốc nước như này thôi cả nhà nhé. Nhan của Dạ Thảo Liên là một sản phẩm làm sao giúp chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp được triệu triệu phụ em phụ nữ nên dùng. Với việc sử dụng thường xuyên collagen ích lưỡi vượt nhan, nó giúp làm sao giúp da được săn chắc, nó cải thiện độ đàn hồi cho da và đặc biệt mờ các lớp nhăn này, rồi các lớp lám sạm tàn nhang, giúp cho da chúng ta trắng mịn và tươi mới luôn ạ, giúp trắng mịn màng và tươi mới. Đồng thời cái sản phẩm này nó hỗ trợ về các vấn đề về xương khớp, tóc và móng vô cùng là tuyệt vời luôn. Nó giúp bạn tự tin hơn này, với cái ngoại hình một cách tự nhiên luôn cả nhà nhá. Và collagen không chỉ là sản phẩm giúp làm đẹp mà nó còn đảm bảo sự vững chắc và khỏe mạnh cho cơ và xương khớp. Nó giúp duy trì một lối sống khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Sản phẩm này được kiểm nghiệm và chứng minh một cách hiệu quả. Chính vì vậy, sự lựa chọn lý tưởng cho những ai mong muốn có một làn da và vóc dáng hoàn hảo nhé. Hãy bắt đầu chăm sóc sức khỏe đẹp từ bên trong với collagen ích lưỡi vượt nhan của Dạ Thảo Liên. Các bạn ạ, chỉ cần sử dụng collagen ích lưỡi vượt nhan này thôi. Làm sao ạ? Là tất cả các trường hợp, ví dụ như chị em phụ nữ chúng ta này, cái tuổi tiền mãn kinh này, cái tuổi mà làm sao là bốc hỏa này, rồi cái tuổi mà sao là khô hạn gại gần chồng, thì chúng ta chỉ cần sử dụng cái sản phẩm này thôi, đảm bảo với các bạn làm sao là khỏe đẹp nước lôi trôi giường luôn cả nhà nhá. Chỉ cần một gói này trước khi đi ngủ, chúng ta sử dụng trước khi đi ngủ một tiếng luôn. Đấy, bản thân Hòa chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của Hòa, chăm sóc tóc móng và cơ xương khớp của Hòa chỉ bằng một cái sản phẩm collagen ích lưỡi vượt nhan của Dạ Thảo Liên này thôi. Đấy, giúp cho phụ nữ chúng ta khỏe từ bên trong và đẹp từ bên ngoài nhé. Bí kíp để có làn da không tuổi, trắng sáng, bật tông, mịn mướt thì đó chính là collagen ích lưỡi vượt nhan. Collagen ích lưỡi vượt nhan ngoài tác dụng hỗ trợ làm căng bóng mịn mướt da, nó còn hỗ trợ thu nhỏ lỗ chân lông, hỗ trợ giảm đầu, hỗ trợ làm sạch mụn. Nhưng một cái điều tuyệt vời của cái collagen ích lưỡi vượt nhan của nhà mình đó chính là khả năng hỗ trợ làm trẻ hóa cơ thể,
trẻ hóa làn da do có hoạt chất L-citin, một hoạt chất cần thiết tuyệt vời, là một công trình nghiên cứu vĩ đại tại Pháp. Nó có khả năng hỗ trợ đảo ngược quá trình lão hóa của cơ thể. Nên là khi mà chúng ta sử dụng collagen ít nữ vượng nhan một thời gian thôi thì cơ thể của chúng ta rất là khỏe mạnh. Kèm theo với đó nữa là cái hỗ trợ về làm đẹp da này, hỗ trợ làm mịn da, hỗ trợ làm trẻ hóa cơ thể một cách rất là tuyệt vời. Và rất là nhiều khách hàng của nhà mình đã sử dụng collagen ít nữ vượng nhan, coi đây là một dòng sản phẩm được sử dụng liên tục thường xuyên để có thể giữ mãi cái nét thanh xuân của mình. Collagen ít nữ vượng nhan một hộp của nhà mình là 30 gói. Thời gian đầu nếu như da của chị nào quá khô hay là nhăn nheo thì có thể dùng 3 đến 4 gói trên một ngày. Còn rất là nhiều các chị em mà da bình thường muốn cải thiện uống 2 gói trước một ngày, sử dụng đều đặn sáng và tối trước hoặc sau ăn, pha cùng với nước ấm và khuấy đều rồi uống. Sau 3 hộp thì chị có thể duy trì một ngày một gói thôi, thì em tin chắc rằng chị em sẽ có một làn da không tuổi và gần như chúng ta đã trẻ hóa da rất là nhiều rồi. Nên là anh chị em nào muốn sử dụng collagen ít nữ vượng nhan thì hãy ấn nút mua bên dưới giỏ hàng nhé. Vì sao ít nữ vượng nhan lại là dạng cốn mà không phải là các dạng khác? Collagen ít nữ vượng nhan là sản phẩm dạng cốn được hòa tan trong nước trước khi dùng, nên các chất sẽ được hấp thu ngay và sau khi sử dụng, tăng hiệu quả hấp thu. Dạng viên nén khi vào cơ thể phải mất 30 phút mới phân rã hết vì có lớp bọc, bao phim hoặc vỏ nan nếu làm viên nan. Bên cạnh đó, viên nan mềm hoặc viên nan cứng chỉ đóng được tối đa là 400mg hoạt chất cho một viên, còn dạng cốn đóng được 3g hoạt chất, hàm lượng cao hơn so với viên nan mềm và viên nan cứng. Dạng cốn có độ ổn định tốt hơn dạng nước do trong môi trường nước các hoạt chất dễ phân hủy và là môi trường để các vi sinh vật phát triển. Thông qua lợi ích của việc uống collagen dạng cốn là tốt nhất, bạn hãy găng tay trải nghiệm collagen ít nữ vượng nhan của dạng thảo liên ngay nhé. Mai này em sẽ nấu cơm, học kho cá với thơm, mình quây quần mỗi bữa cơm, chào nhau bằng những cái thơm mãi cho đến già. Oh oh, chỉ cần là yêu thương thay những món quà mà em đâu biết chuyện mai sau sẽ ra sao, nên thôi em cũng chỉ cần là mai đây. Mà đang bị khô da này, da đen này, sạm nám này, rồi da nhăn nheo chảy xệ này, cơ thể mệt mỏi kiểu như là rã rời, bốc hỏa đổ mồ hôi này, rồi nóng trong kiểu như là bốc hỏa lên á, rồi rối loạn liệu tiết tố này, rồi thì da khô, thì hãy dinh ngay một cái em siêu phẩm collagen ích lữ vượng nhan của Dạ Thảo Liên này. Đây là một bảo bối mà các chị em phụ nữ ở Dạ Thảo Liên dỉ tai nhau tin dùng đã 5 năm nay rồi các bạn nhé. Và giờ thì mới chính thức được ra mắt khách hàng thân yêu. Hàm lượng collagen da cá thì 1500mg da cá dạng bột. Ngoài ra thì còn các hoạt chất như là LML, chiết xuất quả sơ ri này, vitamin C này, chiết xuất lô hội này, bột cà chua này, nước ép bưởi hồng dạng bột này, chiết xuất từ hoa dung này, chiết xuất hoa trinh nữ này, cao khô lựu này, sữa ong chúa này, vitamin A, rất là nhiều các dưỡng chất, nó giúp cho làn da của chúng ta luôn căng bóng, trắng sáng mịn màng và mờ thâm nhám nhé, mờ lám mờ tàn nhang luôn nhé. Và nó giúp làm sao, giúp duy trì cái tuổi thanh xuân ở trên khuôn mặt rạng ngời, là chúng ta đặc biệt là chúng ta có một cơ thể khỏe khoắn, nó giúp lưu thông các khí huyết và điều hòa khí huyết, đặc biệt là nó cải thiện nội tiết tố, thì vô cùng là tuyệt vời luôn. Các chị em nào mà đang bị khô hạn này, rồi hay cáu gắt này, bốc hỏa này, thì dinh ngay cái em siêu phẩm collagen ích nữ vượng nhan của Dạ Thảo Liên này thôi nhé. Chỉ một tuần thôi là nước lôi tràn trề, mà đơn giản mỗi ngày chỉ cần 2 ly sáng và tối, nó giúp cho chị em chúng ta làm sao ạ? Giúp cho chị em chúng ta đẹp từ trong ra ngoài luôn. Đơn giản chỉ có một gói collagen này, ngày chúng ta dùng 2 ly, ngày 2 ly sáng và tối, nó giúp cho chị em chúng ta làm sao ạ? Giúp cho chị em chúng ta đẹp từ trong ra ngoài luôn. Và Hòa mời cả nhà uống collagen cùng với Hòa nhé. Ủa ôi, ngon dã man luôn cả nhà. Những bạn nào mà thích uống lạnh thì có thể cho thêm viên đá vào. Như bản thân Hòa thì Hòa thích uống hơi ấm ấm. Ngon dã man luôn cả nhà. Tuyệt vời luôn. Còn chần chừ gì mà không dinh ngay cái em siêu phẩm collagen ích nữ vượng nhan này để làm đẹp cho chị em phụ nữ chúng ta nhé. Chị em phụ nữ chúng ta là phải đẹp, phải xinh. Và bạn nào mà muốn vừa đẹp vừa xinh vừa có tiền thì hãy về ngay với Hòa nhé. Hòa sẽ giúp cho các bạn
vừa đẹp vừa xinh vừa có tiền từ chính sản phẩm mà các bạn đang sử dụng nhé. Ngon dã man luôn. Collagen X nữ vượng nhang của Dạ Thảo Liên cực kỳ là dễ uống đó các bạn ạ. Nó thơm của mùi sữa ong chúa của Seri, cực kỳ là dễ uống, nó không khó uống như các dòng collagen khác đâu. Và đặc biệt là hàm lượng collagen da cá dạng bột 1500mg vô cùng là tuyệt vời luôn. Các bạn sẽ một liệu trình của nó là 3 hộp. Các bạn uống xong một liệu trình 3 hộp, các bạn thấy nó khác hẳn hoàn toàn cơ thể của chúng ta luôn. Và đặc biệt nhất, chỉ cần uống trong vòng 1 tuần thôi là các bạn đã thấy nội tiết tố nó cải thiện cực kỳ là rõ ràng, nước lôi tràn trề luôn, hạnh phúc viên mãn các bạn nhé. Còn chần chừ gì mà không dinh ngay cái em siêu phẩm này về để giúp làm sao? Để giúp chúng ta đẹp từ trong ra ngoài, vừa hạnh phúc vừa có tiền. Chào mừng tất cả các cô bác anh chị mình đến với thế giới sắc đẹp collagen X Lữ Vượng Nhang của Dạ Thảo Liên. Với thành phần 1500mg da cá dạng bột, có thể nói là hàm lượng khá là cao. Và em Hòa là một người nghiện những cái dòng mà chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, nhưng trước đây thì chỉ dùng đến 1000mg là cao rồi. Và cái cảm nhận cũng phải đến gần 2-3 tháng mới cảm thấy sự thay đổi trên da và tóc của mình. Nhưng qua sự trải nghiệm có gần 1 tháng nay thôi, thì làm sao thì làn da và mái tóc của em Hòa đã thực sự được cải thiện và thay đổi nhìn thấy rõ rệt luôn. Ngoài ra các anh chị còn thấy những cái thành phần nhập khẩu từ Pháp như là vitamin C này, sữa ong chúa này, nó làm sao nó hỗ trợ chống lão hóa này, giúp hạn chế cái sự lão hóa ở trên da và hỗ trợ cải thiện độ ẩm này, độ đàn hồi cho da và giúp làm đẹp da, giúp giảm các triệu chứng như khô da, nhăn da và da lám sạm, tàn nhang, vô cùng là hiệu quả luôn. Và làm sao nữa ạ? Với những cái thành phần nhập khẩu đó như là vitamin C và sữa ong chúa thì đảm bảo mấy cô bác anh chị nhà mình uống siêu là ngon luôn, uống cực kỳ là dễ uống, uống siêu ngon luôn. Và bản thân em Hòa uống một lại muốn uống hai, cô bác anh chị nhà mình ạ. Và chỉ đơn giản đấy thôi, collagen collagen X Lữ Vượng Nhang của Dạ Thảo Liên nó là dạng cốm nên nó sẽ tan nhanh và nó hấp thụ cực kỳ là nhanh luôn. Và uống thì siêu ngon luôn ạ. Và mời cô bác anh chị nhé. Rồi, uống siêu ngon luôn các cô bác anh chị nhà mình ạ. Và một ngày các cô bác anh chị nhà mình có thể uống 2 lần, pha với 1500 hoặc 200ml nước uống, và uống vào buổi tối trước khi đi ngủ 30 phút hoặc uống vào buổi sáng trước khi ăn 30 phút hoặc sau ăn 30 phút, để khi chúng ta 40-50 tuổi rồi chúng ta vẫn giữ được một vẻ đẹp như gái 18 thế này nhá. Có được không ạ? Và sản phẩm collagen X Lữ Vượng Nhang của Dạ Thảo Liên em Hòa chấm 9,5 trên 10 sao. Và các chị hãy uống và cảm nhận biến mình thành những khách hàng khó tính nhất. Và khi các cô bác anh chị nhà mình thuyết phục được bản thân mình rồi thì khi các chị làm video feedback, các chị sẽ nhận được cơn mưa những lời khen. Và khi khách hàng mua thì ngay lập tức mời tất cả mọi người trải nghiệm để biết vì sao mà collagen X Lữ Vượng Nhang nhà em Hòa nó lại hot đến thế á. Các cô bác anh chị nhà mình nhá. Và mời cả nhà. Ngon tuyệt vời luôn các cô bác anh chị nhà mình ạ. Thơm ngon và cực kỳ là dễ uống luôn. Công dụng của collagen X Lữ Vượng Nhang Dạ Thảo Liên: hỗ trợ chống oxy hóa, giúp hạn chế lão hóa da, làm mờ vết nhăn trên da, hỗ trợ cải thiện độ ẩm, giúp da săn chắc, tăng độ đàn hồi cho da, giúp làm đẹp da, hỗ trợ làm giảm các triệu chứng khô da, nhăn da và nám sạm da. Và đặc biệt hơn nữa là ngăn ngừa xương yếu và dễ gãy, tăng cường khối lượng cơ bắp và giảm mỡ thừa, cải thiện sức khỏe tim mạch, giúp móng và tóc chắc khỏe, cải thiện khả năng thị lực của mắt. Bạn muốn không bị lão hóa da sạm, khô da, nhăn nheo chảy xệ da, hãy dinh ngay em collagen X Lữ Vượng Nhang bên em để cho mình đẹp hơn, tươi tắn hơn, dạng người hơn cô bác anh chị nhé. Collagen X Lữ Vượng Nhang là sản phẩm tuyệt vời dành cho phái đẹp, công dụng hỗ trợ chống oxy hóa, giúp hạn chế lão hóa da, hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi, độ ẩm cho da, làm da đẹp và hỗ trợ cảm giác triệu chứng khô da, nhăn da, sạm da và nám da. Cách dùng thì rất là đơn giản, chúng ta ngày uống 2 lần sáng và tối, mỗi lần một gói. Dùng một gói pha với lại 100ml hoặc 200ml nước ấm, khuấy đều rồi chúng ta uống. Và những người không nên dùng collagen X Lữ Vượng Nhang, những người mẫn cảm với các thành phần và của sản phẩm, những người đang dùng thuốc kháng sinh hoặc là phụ nữ có thai hay là đang cho con bú, chúng ta cũng không nên dùng. Sản phẩm collagen X Lữ Vượng Nhang của Dạ Thảo Liên là một sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp độc đáo, đã được nhiều người tin dùng và yêu thích. Với việc sử dụng thường xuyên collagen X Lữ Vượng Nhang giúp cho da săn chắc, cải thiện độ đàn hồi của da, làm mờ các vết nhăn, nám, sạm da và các vết thâm mụn để lại, mang lại làn da trắng mịn, màng và sáng hơn. Đồng thời sản phẩm cũng hỗ trợ cho tóc và móng khỏe mạnh, giúp bạn tự tin hơn với ngoại hình tự nhiên. Không chỉ là một sản phẩm làm đẹp, collagen X Lữ Vượng Nhang còn đảm bảo sự vững chắc và khỏe mạnh cho cơ, xương và khớp, giúp bạn duy trì một lối sống khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Sản phẩm này đã được kiểm nghiệm và chứng minh về hiệu quả và sự lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn làn da đẹp, vóc dáng hoàn hảo. Hãy bắt đầu chăm sóc sức khỏe và làm đẹp từ bên trong với collagen X Lữ Vượng Nhang của Dạ Thảo Liên ngay hôm nay bạn nhá. Chào mừng các anh chị đến với thế giới sắc đẹp
collagen X nữ vượng nhan của Dạ Thảo Liên với hàm lượng 1500mg collagen da cá dạng bột canh chị nhé. Có thể nói là hàm lượng khá là cao luôn. Và em Phương Thảo là một trong những người nghiện những cái dòng chăm sóc sắc đẹp này, những cái dòng thực phẩm chức năng luôn. Ví dụ như trước đây nhá, em sẽ uống cái dòng là 1000mg là đã thấy là cao rồi. Nhưng mà cái cảm nhận ấy cũng phải đến gần 1 tháng mới thấy sự thay đổi. Nhưng mà qua cái sự trải nghiệm cách đây 1 tháng thôi thì chỉ 2 tuần canh chị nha, làn da này và mái tóc của em Phương Thảo đã thực sự được cải thiện và nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt luôn. Ngoài ra các anh chị còn thấy những thành phần nhập khẩu từ Pháp này, vitamin C, sữa ong chúa uống cực kỳ ngon luôn. Mỗi ngày các anh chị có thể uống làm 2 lần và pha với khoảng tầm 200ml nước này, uống vào tối trước khi đi ngủ 30 phút hoặc là buổi sáng hôm sau các anh chị uống trước hoặc sau khi ăn sáng 30 phút nhé. Để khi mà chúng ta 40 tuổi, chúng ta 50 tuổi, chúng ta vẫn giữ được một cái vẻ đẹp như gái 18, thế này có được không ạ? Và sản phẩm collagen X nữ vượng nhan em chấm 9,5/10. 9,5 trên 10 sao các anh chị ạ. Các anh chị hãy uống và cảm nhận, biến mình thành khách hàng khó tính nhất. Và khi các anh chị đã thuyết phục được bản thân mình rồi, các anh chị hãy làm những video feedback về sản phẩm này này. Các anh chị sẽ nhận được một cơn mưa lời khen và khách hàng sẽ mua hàng của mình ngay lập tức. Và mời tất cả các anh chị, mời tất cả mọi người trải nghiệm để biết vì sao mã collagen X nữ vượng nhan lại hot đến như thế này nhé. Bạn đang băn khoăn giữa hàng trăm loài collagen trên thị trường, hãy để collagen Dạ Thảo Liên quyết định ưu điểm nổi bật chứa 150mg collagen da cá trong mỗi gói nhỏ. Kích thước phân tử chỉ bằng 1/5 so với các loài collagen khác, giúp cơ thể bạn hấp thu dễ dàng, bổ sung collagen một cách toàn diện trong thời gian ngắn nhất. Tại sao nên dùng collagen? Bởi chúng kết hợp lợi ích của collagen Dạ Thảo Liên tái tạo làn da từ bên trong, nhanh chóng thay đổi trong nội tiết cơ thể chỉ sau 1 tuần sử dụng. Hàm lượng collagen đảm bảo độ chất lượng và hiệu quả. Uống collagen mỗi ngày là bí mật đẹp bền vững, hỗ trợ da nhanh, hỗ trợ da săn chắc, giảm các điểm nhăn, tăng cường độ đàn hồi cho da khỏe mạnh, duy trì độ ẩm và tươi trẻ cho làn da, giúp xương tóc mỏng chắc khỏe hơn, hỗ trợ giảm mỡ và tăng cơ. Có một số chị em kinh nghiệm của những người đã sử dụng collagen của Dạ Thảo Liên cùng theo dõi và đánh giá những thay đổi rất tích cực. Bạn không chỉ cảm nhận được sự bền đẹp mà còn cảm nhận được cả sức khỏe bên trong. Vậy chị em nào muốn bền đẹp và cảm nhận được việc ấy thì hãy inbox ngay cho mình nhé. Cách sử dụng collagen X nữ vượng nhan như thế nào để mà đạt cái hiệu quả cao nhất? Thì cái thời gian đầu, nếu da còn khô, tức là da cũng còn khô này và nhăn nheo, thì có thể sử dụng 3 đến 4 gói trên một ngày. Còn nếu các chị em mà tình trạng da bình thường đang muốn cải thiện thì dùng theo cái hướng dẫn sử dụng là 2 gói trên ngày, không có vấn đề gì cả.